Hello, xin chào tất cả các bạn và các anh chị quay lại với kênh YouTube của Đào Hyundai. Hôm nay mình sẽ review con Accent này một lần nữa và sẽ cung cấp thêm cho các anh chị và các bạn về chương trình bán hàng cũng như những khuyến mãi, ưu đãi và giá xe của Accent 2021, các phiên bản và những cái chương trình hỗ trợ về ngân hàng của bên mình thì như thế nào. Thì trước tiên mình mời các bạn xem đây là chiếc xe Hyundai Accent 2021 phiên bản đặc biệt. Thì chiếc xe này là chiếc xe màu vàng cát. Đây là màu vàng cát và hiện tại đang đặt trong showroom. Thì cái lượng ánh sáng của đèn thì đôi lúc là nó sẽ không có cái màu sắc thật lắm, nhưng mà cũng gọi là tạm được để các anh chị và các bạn có thể xem qua cái chiếc Accent 2021 này. Điểm lại một số chi tiết ở đầu xe, đó là một cái cụm đầu xe đã được thay đổi gần như là hoàn toàn so với cái thế hệ trước, đó là cái cụm đèn. Cụm đèn thì đã vẽ lại mới hoàn toàn, và cái đèn định vị ban ngày LED đây thì đã được vẽ lại rồi. Hệ thống đèn của Accent thì là đèn halogen cho tất cả các phiên bản. Ở bên dưới thì chúng ta có đèn gầm, đèn halogen bi gầm. Rồi, cản dưới thì cũng được Hyundai vẽ lại rất là đẹp với những chất liệu rất là tinh tế và sang trọng, đó là cản trước được mạ chrome sáng bóng và làm cái đầu xe thấp xuống, giúp cho chiếc xe sedan hạng B cảm giác rất là thể thao và rất là sang trọng, kết hợp với cái cụm lưới tản nhiệt mạc chrome này là mạc chrome đen luôn, và cảm giác như là những cái chi tiết ở đây rất là sắc sảo. Mặc dù một chiếc xe ở phân khúc hạng B thôi, nhưng mà những cái chất liệu làm trên mặt lưới tản nhiệt, rồi cản trước, rồi cụm đèn, rồi một cái thiết kế hoàn toàn mới thay đổi. Kết hợp với đó là những cái tính năng ở trên xe thì được nâng cấp thêm nhiều tính năng đáng tiền hơn nữa. Nhưng mà chiếc xe này với cái mức giá không đổi so với thế hệ trước, và ngay cả chương trình bán hàng ở thời điểm tháng 4, tháng 5 2021 hiện tại thì đang có chương trình bán hàng hot hơn bao giờ hết. Chương trình khuyến mãi lên đến 20 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Để biết chi tiết thì các anh chị và các bạn hãy vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại hotline. Thì bên mình có hai hotline, đó là số điện thoại 090-0906-969-960. Rồi, một số điện thoại nữa là số điện thoại của Đào, gọi điện trực tiếp cho Đào, đó là 0931-443-055. Và số điện thoại này là có ngay trên kênh của Đào. Các anh chị và các bạn chúng ta quan tâm, cần được tư vấn về chiếc xe này, về giá xe lăn bánh, rồi thủ tục mua xe, tiền mặt và ngân hàng như thế nào, thì các anh chị hãy vui lòng nhấc máy lên, hoặc là chúng ta có thể add Zalo số điện thoại của Đào. Thì Đào rất là vinh dự để tư vấn cho các anh chị và các bạn có thêm thông tin về để mà mình có thể lựa chọn một cái dòng xe mà nó sẽ phù hợp với gia đình mình. Để chúng ta mua rồi thì chúng ta không phải hối tiếc và chúng ta sẽ yêu thương nó hơn. Rồi, đi hông xe ha. Đây, bộ mâm này thì là bản đặc biệt, nên là bộ mâm này nó được thiết kế 5 chấu và là hợp kim đúc. Đi với cái bộ mâm này thì đó là cái bộ lốp Hankook 16 inch, có bán kính là 16 inch. Rồi, cái bộ mâm này thì chia sẻ thêm một số thông tin để các anh chị và các bạn nào chúng ta cảm giác cái mâm này xấu, tại vì là trên kênh của mình thì cũng được rất là nhiều anh chị quan tâm về dòng xe Accent này. Nhưng mà khi mà chúng ta xem qua cái hình ảnh xe thì chúng ta có rất là nhiều anh chị đã bình luận rằng tại sao cái mâm này xấu thế, hay là xấu quá, hay là quá xấu, đúng không? Thì để mâm này đẹp hơn, nó thẩm mỹ hơn, nó phù hợp
với cái một cái chiếc xe hạng B dành cho những khách hàng trẻ trung, năng động, thì chúng ta có thể là chúng ta có thể mài cái mâm này phay xước, thì bên Đào có hỗ trợ luôn. Chúng ta có thể là phay cho nó lộ cái phần màu trắng, viền màu trắng bên ngoài này. Chúng ta có thể sơn lại cái phần ở bên giữa này là màu đen, giống như những cái chia sẻ trên những cái hội nhóm club về ASEAN 2021. Đối với phiên bản đặc biệt, chúng ta có thể xử lý bằng cách đó thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều về cá nhân, về thẩm mỹ của mình. Thì mình đánh giá là cái mâm mà được phay xước lại giống như những anh chị ở trên hội thì như vậy nó đã cách điệu đi rất là đẹp so với cái mâm này. Đúng là cái mâm này nó hơi thô, nhưng mà phần đó thì bên mình vẫn hỗ trợ cho anh chị luôn. Các anh chị và các bạn cứ liên hệ và mình sẽ hỗ trợ tất tần tật. Rồi, xe thì chắc chắn rồi. Chìa khóa xe thì là một cái chìa khóa nó đã được nâng cấp. Ở trên chìa khóa này thì nó đã ngoài cái nút lóc cửa nè, rồi mở lóc nè, rồi là mở cốp từ xa. Đây, cốp từ xa. Rồi, đó là những tính năng ở ASEAN 2020 hoặc là ASEAN 2018. Thì Hyundai đã nâng cấp trên chiếc xe ASEAN này với tầm giá 600 triệu. Thì các anh chị đã có thể sở hữu thêm cái tính năng đó là đề nổ từ xa. Hầu như tất cả các dòng xe phổ thông đều không được trang bị cái tính năng này. Nhưng mà mình đánh giá cái tính năng này rất là cao, tính thực dụng của nó rất là cao khi mà đặt chiếc xe này tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt nó được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh là một thị trường cực kỳ nắng nóng, nằm ngay đường xích đạo đúng không? Thì gọi là quanh năm nắng nóng luôn. Mà có thêm cái tính năng này nữa thì nó giúp cho gia đình chúng ta có thể ngồi trong nhà, hoặc là ngồi trong quán nhậu hay là ăn uống gì đó, chúng ta muốn di chuyển đến nơi khác thì chúng ta có thể bấm nút đề nổ từ xa, và chiếc xe nó sẽ đề nổ máy lên. Bên cạnh đó thì đề nổ máy lên là lập tức nó sẽ mở hệ thống máy lạnh cho xe làm mát trong vòng 5 phút đồng hồ. Các anh chị và các bạn bước ra khỏi nhà, chúng ta leo lên xe và lăn bánh di chuyển trên đường, không có cái cảm giác nắng nóng hoặc là chúng ta phải leo lên xe phải chịu nắng nóng rồi chúng ta lại đề nổi máy rồi phải đợi cho nó mát rồi chúng ta mới dám leo lên. Vì bản chất thì ở thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ những ngày nắng nóng gần đây lên đến 36 lên đến 40 độ, ở trong xe nhiều lúc là bức xạ nhiệt nó còn hơn thế nữa, rất là căng. Và cái tính năng này mình đánh giá rất là cao và rất là đáng tiền cho các anh chị. Rồi, nút cảm biến thông minh ở đây. Mình muốn thực hiện tính năng đề nổ từ xa cho các bạn và các anh chị xem luôn. Thì ở đây là mình sẽ bấm nút lock xe nè. Rồi mình sẽ bấm nút. Rồi, mình đóng cốp lại luôn nha các anh chị. Rồi, và sau đó là chúng ta sẽ thực hiện lock xe. Chúng ta sẽ bấm nút hold. Ở trên chìa khóa nó có nút hold thì chúng ta sẽ ấn giữ. Chúng ta ấn giữ khoảng 5 giây. Các bạn đợi mình xíu nha. Để mình coi tại sao là nó chưa có lên được nè. Rồi, ấn giữ 5 giây. Đó, máy lạnh đã mở lên và chiếc xe này đã nổ máy cho các anh chị. Đó, mở đèn rồi sao không sáng nhờ? Không, mở hẳn luôn mà.
rồi đúng không? Đó, đèn halogen. Tiếp theo đó là một cái không gian nội thất. Mời các anh chị chúng ta có thể chiêm ngưỡng cái không gian nội thất ở đây. Cameraman có thể về cái nội thất này cho các anh chị. Xe này thì xe zin nên là mình cũng chưa có bóc cái lớp ni lông này. Ghế là ghế da. Đó, màn hình này thì được trang bị lớn hơn cái màn hình thế hệ trước và xử lý nuột hơn. Đặc biệt các anh chị và các bạn có thể thấy ở bên phía trước vô lăng đó là một cái màn hình Tablo Digital bằng điện 100%. Và đây là một trong những tính năng phải nói là một nâng cấp rất đáng tiền nữa cho Hyundai Accent. Đặc biệt đối với chiếc Hyundai Accent này thì các anh chị và các bạn có thể làm thêm những cái phụ kiện, gọi là những cái option mà nó hay hơn nữa cho chiếc xe của mình, mà rất nhiều anh chị đã liên hệ để bên mình hỗ trợ và tư vấn và lắp. Thì đó là gương, thì chúng ta là khi mà bắp lóc xe á, thì gương vẫn chưa có gập điện. Nó chỉ gập điện khi mà chúng ta bấm cái nút ở phía dưới cánh cửa này. Đây, chúng ta bấm nút này thì nó sẽ gập, chứ nó không có tích hợp trực tiếp trên chìa khóa này. Thì tính năng này bên mình vẫn hỗ trợ lắp, và các anh chị và các bạn chỉ cần liên hệ. Rồi, một điểm nữa là kiến. Thì hoàn toàn là kiến của chúng ta khi mà nó không có lên tự động, nó không có lên tự động ở những cái cánh cửa, thì gập gương lên kiến bên mình vẫn hỗ trợ làm. Và đặc biệt là cảm biến áp suất lốp thì trên chiếc xe này nó vẫn chưa hiển thị, vẫn chưa có cái tính năng này, thì bên mình cũng có liên kết để làm cảm biến áp suất lốp hiển thị trực tiếp trên màn hình Tablo điện tử của chiếc Accent này. Và nó rất là đẹp, chỉnh chu, không có một chút gì gọi là hàng lô mà chúng ta khi lắp vào, hiển thị trực tiếp trên màn hình digital. Cũng khá là hợp lý thôi, với cái mức giá khá là hợp lý. Các anh chị và các bạn mua xe ở bên mình thì bên mình có thể cân đối, sẽ làm luôn những cái tính năng đó cho anh chị. Và anh chị khi lấy xe về nhà, anh chị không cần làm thêm bất cứ những cái món phụ kiện nào hết. Bởi vì cá nhân chiếc xe Hyundai Accent 2021 bản đặc biệt này, trong phân khúc của nó thì nó đã có đầy đủ những cái option về nội thất, ghế da này, rồi những cái tính năng an toàn như là phanh ABS, cân bằng điện tử, ổn định thân xe, rồi hỗ trợ lực kéo, rồi ôi thôi, xe hàng mà. Nói như anh Hùng Lâm thì ôi thôi, xe hàng. Xe hàng thì option miên man. Đó, và đặc biệt một điều tự tin của mình khi mà mình bán chiếc xe này, mình tư vấn cho các anh chị và các bạn, đó là chiếc xe này đã được hãng Hyundai phải nói là tự tin, trên mức tự tin. Tại vì ở trong phân khúc hạng B này thì chưa có hãng nào đồng ý là sẽ thực hiện bảo hành 5 năm cho một chiếc xe sedan hạng B này. Nhưng từ tháng 2 năm 2021 trở đi thì những khách hàng mà sở hữu xe tại các đại lý Hyundai toàn quốc trực thuộc Hyundai Thành Công, những sản phẩm của Hyundai Thành Công, thì khách hàng được nhận một cái sự ưu đãi cực kỳ tốt, đó là mức bảo hành lên 5 năm hoặc là 100.000 km. Thì cái điều kiện này hầu hết là chúng ta khi mà sở hữu xe để mà đi gia đình thì chắc chắn là chúng ta hưởng thụ, hưởng đón nhận hầu như là 5 năm. Bởi vì 120.000 cây thì chúng ta đi gia đình, đi trong phố thì rất là khó, trừ những trường hợp chúng ta sử dụng chiếc xe này cày cuốc, chúng ta làm việc đi tỉnh cực lực thì nó mới xài hết. Trong 5 năm là chúng ta xài hết 100.000 km. Thì hãng đã rất tự tin để nâng cấp cái điểm này trên Hyundai Accent. Rồi, cụm đèn ở phía sau. Cụm đèn ở phía sau thế hệ trước
đã đẹp, thế hệ này thì lại rất đẹp và đẹp đẹp hơn thế hệ trước. Cái đường, những cái đường dây led này, cái dây led này các anh chị và các bạn có thể nhìn gần lại và cảm nhận được là sự chỉnh chu. Mặc dù một chiếc xe sedan hạng B nhưng mà đã được trang bị đèn led, đèn hậu led hẳn hoi, và những cái dây led này nhìn gần lại nó cực kỳ chỉnh chu và thiết kế rất là mượt đó. Còn đèn xi nhan vẫn là halogen, đèn lùi vẫn là halogen nè. Rồi ở phía sau đã có một cái lối thiết kế thay đổi một chút xíu, thay đổi một chút xíu, đó là cái hốc gió cản sau làm giả, giúp cho chiếc xe thể thao hơn, và mạ chrome ở cái phần cản sau luôn, giống như cản trước thì mạ chrome, cảm biến lùi, camera lùi có đầy đủ. Đó, chúng ta xem thêm cái cốp xe này. Đây, không gian khá là tối nên là cốp xe này thì tư vấn nhanh cho các anh chị và các bạn là cái cốp xe này có thể chứa đựng được khoảng 5 cái vali lớn nhỏ. Ở gia đình chúng ta đi 5 người đi du lịch ở Nha Trang chẳng hạn thì có thể đi một tuần. Một tuần là đi thoải mái luôn các anh chị. Ơi, ok. Chúng ta đi ra bên hông. Bên hông cũng không có gì đặc biệt. Rồi. Nhìn từ bên hông nhìn qua thì cái đường, cái nét vẽ cái lưng này vẫn là hầu như là giữ cái nét vẽ trên 2018. Đó. Và nó cũng giúp cho chiếc xe rất là đẹp. Cũng không không cần thay đổi cái lối thiết kế này. Rồi, bên hông xe thì đóng cửa xem nào. Đó, các anh chị và các bạn có thể cảm nhận tiếng đóng cửa. Chắc hay không thì do anh chị nghe và anh chị quyết định. Mình cũng không có thích thể hiện ở đây. Rồi, đồng nhôm. Còn cái này nhựa rồi, cái này nhựa thì chắc chắn là nó sẽ không, nhưng mà quan trọng những cái đồng nhôm. Rồi, các anh chị có thể ấn tay vào đây. Những cái đường dập nổi này á, nó giúp cho chiếc xe dài hơn. Cảm giác nhìn từ bên ngoài nó sẽ dài hơn. Và nó rất là cứng nè. Đó, các anh chị ấn vào nó không có mốt đâu, ấn thoải mái luôn. Cửa trước khá là ổn nha. Rồi, trên xe có điều hòa tự động. Bản đặc biệt có Cruise Control, chân ga tự động kết nối Apple CarPlay. Đặc biệt 2021 thì có Apple CarPlay và Android Auto, cả hai luôn. Hiện đại hơn cả Santa Fe. Hàng ghế thứ hai thì có trang bị thêm, đó là cửa gió sau, cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai, giúp cho cái không gian hành khách ngồi phía sau mát mẻ hơn. Đối với những cái người nhà chúng ta ngồi sau thì nó sẽ mát mẻ hơn rất là nhiều. Ok. Rồi. Còn gì nữa không nhờ? Ok, mời các bạn và các anh chị có thể ra ở phía trước. Cameraman có muốn quay một vòng lại cái xe cho nó rõ hơn không? Hả? Ok, vậy được rồi ha. Ok, thì đó là một vòng gọi là khá cơ bản về những cái chi tiết cũng như là những điểm nổi bật trên Hyundai Accent 2021. Bây giờ là đến phần cung cấp thông tin và báo giá xe cho các bạn. Thì hiện tại Hyundai Accent 2021 phân phối trên thị trường có 4 phiên bản. Phiên bản Accent, đặc biệt là chiếc này, bản AT tiêu chuẩn, bản số sàn, bản full, số sàn, bản tiêu chuẩn. Thì với mức giá là Accent đặc biệt đang có bán mức giá là 535 triệu đồng và nhiều ưu đãi khuyến mãi khác. Mình không bật mí ở đây, các bạn và các anh chị có thể liên hệ trực tiếp để chúng ta có thể trao đổi. Accent phiên bản số tự động bản thường thì có giá là 495 và
có rất là nhiều ưu đãi ở đây. Không tiện chia sẻ, các anh chị và các bạn vui lòng lại inbox cho mình. Rồi, ASEAN số sàn bản full có giá là 475 triệu đồng. ASEAN số sàn bản base có giá là 425 triệu đồng. Và ngoài ra có nhiều ưu đãi khuyến mãi khác. Bên cạnh đó thì mình cũng không muốn thiên hết về giá cả cho các anh chị. Đôi lúc là mình lại cân đối tặng thêm những phụ kiện khác. Mình lại cân đối trên giá xe để có thể giúp cho các anh chị có những cái option như là cảm biến áp suất lốp, chúng ta có thể làm luôn. Rồi gập gương lên kiến tự động đó, thì mình có thể cân đối tặng thêm cho các anh chị và các bạn. Ngoài ra những phụ kiện bên mình như là dán phim cách nhiệt để giúp cho chiếc xe chống nóng hơn. Rồi lót sàn. Ôi thôi, nhiêu đó là chiếc xe chúng ta đầy đủ rồi. Rồi để mua xe ASEAN 2021 thì tiền mặt thì rất là dễ rồi. Các anh chị và các bạn mua xe tiền mặt thì chúng ta chỉ cần lên hợp đồng, đóng đủ tiền, bên mình xác nhận là có sẵn xe thì làm xe giao cho các anh chị và các bạn trong vòng 4 ngày. Đối với những khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, ở tỉnh thì có thể là mất nhiều thời gian hơn, tại vì thời gian di chuyển làm hồ sơ xa. Còn những gần thành phố Hồ Chí Minh thì cũng trong vòng 4 ngày sẽ hoàn tất thủ tục có biển số xe và giao cho các bạn và các anh chị. Rồi, hiện tại thủ tục bên mình đang hỗ trợ cho khách hàng siêu tốt, không cần chứng minh thu nhập, không phải nói deal, nhưng mà ở đây mình làm được mình mới nói. Các bạn và các anh chị có thể tự tin nhắc máy alo cho mình để có một cái phương án tư vấn ngân hàng tốt nhất tại thị trường Việt Nam hiện tại. Nói thế có vẻ kêu không nhờ. Ok, các anh chị và các bạn cứ alo, bên mình hỗ trợ chứng minh thu nhập không đồng, không tốn phí, duyệt hồ sơ trong vòng 10 phút. Này nói thật nha, này là đã triển khai là mình đã giao rất là nhiều xe rồi. Các anh chị và các bạn cứ tự tin inbox. Lãi suất bây giờ rẻ nhất, thấp nhất thị trường thì một năm nó khoảng 6.5% là lãi suất tốt nhất. Rồi còn ngân hàng trong nước thì trung bình chung nó khoảng 8.5, năm đầu, năm sau thì thả nổi biên độ. Thủ tục ngân hàng chỉ cần chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy xác nhận độc thân. Hoặc nếu như mà anh chị không độc thân thì anh chị cung cấp giấy kết hôn để chúng ta có thể làm cái hồ sơ mua vay xe. Chỉ cần đơn giản, anh chị độc thân thì chỉ cần là giấy xác nhận độc thân, hộ khẩu của anh chị và chứng minh nhân dân của anh chị, ba cái. Nếu như mà các anh chị có gia đình thì chúng ta cần giấy kết hôn, chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Rồi, phần còn lại bên mình hộ gọi là không may chúng ta lại quên đóng tiền một vài triệu, vài trăm nghìn gì đó thì lên bản nợ xấu thì chúng ta cũng có thể liên hệ cho mình hỗ trợ luôn. Mình sẽ làm và trả lời ngay cho các anh chị được hay không, để giúp cho các anh chị khỏi mất thời gian chúng ta mua xe và mình cũng khỏi mất thời gian tư vấn ha. Ok, thì đó là thủ tục ngân hàng với lại tiền mặt. Rồi, đối với chiếc xe này, các phiên bản thì số tiền đưa trước là bao nhiêu? Đối với Hyundai ASEAN, đặc biệt các anh chị và các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta chỉ cần đưa trước 161 triệu đồng. Đặt lại một lần nữa là ASEAN phiên bản đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, các anh chị và các bạn chỉ cần đưa trước 161 triệu đồng là chúng ta nhận xe. Phần còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho các anh chị và các bạn. Phiên bản thứ hai đó là phiên bản ASEAN tiêu chuẩn số tự động, và các anh chị chỉ cần đưa trước 151 triệu đồng. Ở tỉnh thì đối với phiên bản ASEAN tiêu chuẩn này, chúng ta chỉ cần đưa trước 131 triệu đồng. Đó. Đối với ASEAN phiên bản số sàn bản full ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đưa trước 144 triệu đồng. Ở tỉnh chúng ta đưa trước 124 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được xe. Và ASEAN thấp nhất cái phiên bản đó là ASEAN số sàn tiêu chuẩn thì
chúng ta chỉ cần đưa trước là ở thành phố Hồ Chí Minh là 134 triệu đồng. Đặc biệt Accent số sàn tiêu chuẩn có rất là nhiều khách hàng đã liên hệ với mình cũng như là bên phòng kinh doanh của mình để hỏi về cái tình trạng là xe Accent tiêu chuẩn để chạy. Chúng ta thường mua cái phiên bản này để phục vụ cho mục đích là kinh doanh, bởi vì nó cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu và mẫu mã cũng rất là đẹp. Đặc biệt là 2-3 tháng trước thì chưa có xe, mặc dù những cái mẫu số tự động về liên tục nhưng mà mẫu Accent tiêu chuẩn bản số sàn thì chưa có xe. Thì cập nhật cho anh chị và các bạn là hiện tại Accent tiêu chuẩn đang có xe về đại lý của bên mình đều luôn. Các bạn, các anh chị có thể tự tin để chúng ta nhấc máy và gọi liên hệ để có thể chốt được xe sớm nhất chúng ta làm ăn ha. Ok, hôm nay chắc là mình xin phép làm một cái đoạn video cơ bản như vậy. Các anh chị và các bạn nào chúng ta quan tâm thì cứ inbox ha. Mình nói cái câu quan tâm inbox sớm giờ hơi khô cổ họng rồi. Các anh chị mua xe thì cứ gọi điện trực tiếp. Đến đây thì mình xin kết thúc clip chia sẻ hôm nay. Các anh chị và các bạn có những câu hỏi, những vấn đề gì, chúng ta có thể inbox hoặc là comment bên dưới để trao đổi thêm. Hoặc là các anh chị có đánh giá gì về chiếc Hyundai Accent này, hoặc là trực tiếp là đánh giá mình, các anh chị có thể comment. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị.